Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món mề gà kho tiêu nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái đây mình sẽ có 700g mề gà này các bạn. Đối với mề gà thì cái này mình mua trong siêu thị. Mề gà các bạn về thì các bạn rửa qua muối với rượu thì nó sẽ thơm và nó khử đi mùi tanh đấy các bạn. Cái này mình sẽ có là 1 muỗng rưỡi canh tỏi, là 1 ít hành lá các bạn, 1 muỗng rưỡi canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, và đây là 1 muỗng canh nước mắm này các bạn. Thành phần không thể thiếu cái đây là mình sẽ có, đây là tiêu bột. Phần tiêu các bạn cho càng nhiều nó sẽ càng thơm ngon đấy các bạn. Mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu. Đối với mề gà thì chúng ta sẽ cắt ra làm 3 nha các bạn. Đối với phần hành lá thì các bạn, đầu tiên mình sẽ cắt cái đầu hành ra. Đây 1 muỗng canh dồi. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tỏi. Ít đậu hạt. Tiếp theo mình sẽ cho mề gà vào các bạn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho vào đây 3 trái ớt. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho hành lá vào các bạn. Rồi đã chín rồi các bạn, bây giờ tắt bếp.